Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 74 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Các số có 3 chữ số. Yêu cầu các bạn điền. Như vậy các em nhìn này, cứ một cái tấm hình hộp chữ nhật này, nó bao gồm các cái khối lập phương nhỏ ghép với nhau, thì cứ một tấm lớn này sẽ là 100, chúng ta sẽ có 100. Cứ một cột này là 10, vậy chúng ta sẽ đếm này. 100, 110, 120, 130, 131, 132. Vậy ở đây các em sẽ điền số đầu tiên 132. Ở hình thứ hai, các em đếm như sau. Ta có 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350. Như vậy ở đây các em sẽ điền 350. Tiếp theo, ở đây chúng ta có 100, 200. Đây sẽ là hai tấm. Đặt như thế này chúng ta có hai tấm 100, 200. 210, 220, 230, 231, 232, 233. Vậy các em sẽ viết 233. Tiếp theo chúng ta có 100, 200, 300, 400, 500. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Vậy các bạn sẽ viết 507. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng một chút để làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 2. Sau bài tập số 2 như sau. Nối cách đọc tương ứng với số. Ta có các cách đọc 640. Các bạn sẽ nối đến bông hoa có ghi số 640. 223. Như vậy 223, các bạn sẽ nối cách đọc đến số 223. 800. Đây, các bạn sẽ nối đến bông hoa có ghi 800. Tiếp theo 513. Các em sẽ nối đến bông hoa số 513. 705, các bạn sẽ nối đến bông hoa có số 705. 125, chúng ta sẽ nối đến bông hoa ghi số 125. Đây. Cô nói lại, 640, các bạn nối đến bông hoa số 640. 223, các bạn sẽ nối đến bông hoa có số 223. 800, các bạn nối đến bông hoa 800. 513, các bạn nối đến đây. 705, chúng ta nối đến số bông hoa có số 705. Và 125, chúng ta nối đến bông hoa 125. Kiểm sang bài tiếp theo. Những ai chưa xong, các bạn hãy dừng lại, tiếp tục làm xong nhé. Cái bài 74 chúng ta rất là ngắn, chúng ta chỉ có hai bài này thôi, cô lại tưởng là vẫn còn. Đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 74 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh, các video mới miễn phí ở trên kênh đấy, thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em, chúng ta hãy vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh các em nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.